Trong bài hôm nay chúng ta sẽ nói về cái chart rồi cái style, template, review, print và sell. Như vậy thì cái đầu tiên chúng ta cần quan tâm là chart là gì? Theo các bạn, chart là gì các bạn? Biểu đồ. Như vậy thì trong các cái báo cáo mà chúng ta đã thống kê số liệu, nếu như chúng ta để theo cái dạng bảng số liệu như thế này thì người xem muốn phân tích được là tăng hay giảm số lượng khách của từng vùng miền theo từng quý, hoặc là của một vùng nào đấy theo các quý khác nhau, thì chúng ta rất khó so sánh. Bởi vì chúng ta đọc con số, chúng ta muốn biết nó tăng hay giảm thì cũng khó. Như vậy, để mà thể hiện được những con số này, chúng ta gọi là biết nói, những con số biết nói, thì chúng ta sẽ làm sao mà biểu hiện được để cho người xem người ta dễ thấy. Như vậy thì các bạn sẽ chọn cái khối dữ liệu mà chúng ta đã có số liệu ở đây, và các bạn chọn vô menu Insert, chúng ta có Chart, và chúng ta sẽ chọn một kiểu bất kỳ ở trong này. Như vậy chúng ta có kiểu gì? Kiểu cột. Thì trong này nó có rất nhiều đó. Cột ở đây là nó sẽ hiện là mỗi cái giá trị một cột, và trong từng quý ha, quý 1, quý 2, quý 3, quý 4, và mỗi cái miền Bắc Trung Nam là nó thể hiện cho mình. Và một cách khác nó thể hiện là tất cả là 100%. Đó. Rồi sau đó mỗi vùng miền nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái quý đấy. Như vậy thì tùy theo cái số liệu bạn muốn phân tích và bạn muốn để cho người khác nhìn thấy một cách rõ nhất về cái bạn cần nói, thì bạn sẽ chọn cái loại biểu đồ phù hợp tùy theo cái mục đích của mình. Như vậy người ta đã cung cấp cho các bạn rất nhiều cái loại biểu đồ, và các bạn có thể trải nghiệm ở đây. Ví dụ biểu đồ này là biểu đồ ở dạng 3D thì nó không xếp lại gần nhau mà nó trải ra, chúng ta nhìn giống như là không gian 3 chiều. Ngoài ra chúng ta có thể biểu đồ dạng đường để chúng ta thấy thể hiện lên xuống của các giá trị, rồi các cái dạng đường khác nhau. Và cái đường lúc nãy thì nó không có chấm cái điểm ở đỉnh, đường này thì có, vân vân. Nói chung là có rất nhiều loại, và chúng ta sẽ khám phá ở đây để chúng ta biết được là với những cái số liệu như thế thì chúng ta sử dụng cái biểu đồ nào là hợp lý đối với số liệu của chúng ta. Còn thầy chỉ hướng dẫn cho các bạn sử dụng một loại bản đồ. Như vậy thì thầy hướng dẫn cho các bạn sử dụng, ví dụ như là mình chọn column và mình insert ra. Chú ý nè, khi mà mình chọn và mình insert như thế đó thì các bạn thấy là nó đã insert cho mình một cái biểu đồ mà lại nằm trong cái bảng luôn. Và thực tế thì nếu mà chúng ta nhìn như vậy thì không đẹp, đúng không? Không đẹp tí nào. Cho nên chúng ta sẽ làm lại như thế này. Các bạn Ctrl C copy cái dữ liệu này, và các bạn xuống phía dưới, các bạn chọn Insert, các bạn chọn Chart, và chọn bất kỳ cái biểu đồ nào các bạn muốn. Như vậy thì cái số liệu này nè là cái số liệu mà người ta cho, không phải số liệu của mình. Mình đặt con trỏ ở đây, mình Ctrl V, tức là mình dán cái số liệu của mình vô. Và cái ở dưới này, cái dòng thứ 5 này nè, là cái dòng bị thừa, delete nó đi. Như vậy đây là cái biểu đồ của chúng ta Bắc Trung Nam. Đó, người ta quý 1, quý 2, quý 3. Như vậy mình có thể điều chỉnh lại cái này, ví dụ như là thống kê lượng khách du lịch theo quý của các vùng miền, ví dụ như thế. Đấy là chúng ta đã có được cái biểu đồ, và chúng ta có thể thay đổi kiểu chữ, cỡ chữ, vân vân ở đây. Đó, các bạn có thể thay đổi kiểu chữ, cỡ chữ, ví dụ mình chọn là Tahoma để cho nó lớn, được chưa? Rồi sau khi mà chúng ta có cái biểu đồ này xong,
Nếu như các bạn thấy nó không có được đẹp, các bạn có thể vô design, các bạn chọn change, ha, change, các bạn đổi cái kiểu khác, ha, đổi thành kiểu 3D để các bạn thấy là nó sẽ đẹp hơn. Chỉ cần vô chúng ta change thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn thay đổi số liệu thì chúng ta làm sao? Muốn thay đổi số liệu, edit data, ha, các bạn click chuột vô đây thì trong cái menu design nó sẽ cho các bạn edit data và các bạn sửa lại các bạn số liệu ở đây. Đó, sửa lại các bạn số liệu. Như vậy thì cái bảng số liệu này là cái bảng để cho những ai mà thích lấy số liệu thì người ta sẽ dùng cái bảng này. Còn nếu mà người ta nhìn cái hình để người ta phân tích tăng giảm theo so với cùng kỳ năm trước, hoặc là trong cùng một thời điểm thì vùng miền nào có nhiều lượng khách hơn, ví dụ như thế. Nhưng chú ý dùm cho thầy, nếu mà mình làm trong trường hợp này đó thì dữ liệu của cái bảng này, của cái biểu đồ này nè, và dữ liệu của cái table này là hai dữ liệu độc lập nhé. Tại vì sao? Lúc nãy mình copy, mình dán vô đây, cho nên thực ra hai cái này nó không link nhau nhé. Mình thay đổi thì mình phải cố gắng thay đổi dùm cho thầy ở hai vị trí để cho nó dễ làm. Đấy, như vậy thì chúng ta đã có được cái biểu đồ trong cái phần đầu tiên của chúng ta. Thì trong này người ta đã có hướng dẫn cho các bạn chart, thì các bạn sẽ tạo, và trong này cũng đã có hướng dẫn nhưng mà tương đối thôi, không có chi tiết. Như vậy các bạn đã có được cái biểu đồ và thực tập bài 4.1. 4.1 thì cái nội dung của chúng ta cũng khá đơn giản. Đó, thầy cũng lấy cái ý tưởng này. Quý 1, quý 2, quý 3, quý 4. Người ta cho quý 3 thôi và các bạn vẽ biểu đồ này lại. Tiếp theo, chúng ta sẽ có là cái template. Template là gì? Template là gì các bạn? Mẫu, đúng không? Những cái mẫu. Như vậy thì trong Word người ta đã hỗ trợ cho mình những cái mẫu có sẵn. Như vậy khi bình thường các bạn new ha, các bạn new document thì ở đây nó có rất nhiều loại document mà các bạn có thể new. Ví dụ bạn new một cái file trắng mà chúng ta đã từng làm, file trắng chúng ta đã từng làm, hoặc là các bạn một cái phần giới thiệu, hoặc là một cái trang thư rồi nhiều cái thứ khác. Ví dụ như bạn tạo lịch nè, một cách rất đơn giản, và lịch này chúng ta là lịch dương thôi nhé, nó không có ngày âm đó. Rồi chúng ta sẽ chọn tạo lịch thử xem là nó là cái gì. Như vậy thì bản thân cái template mà về calendar này nó không có sẵn trong máy, mặc định Word nó cài là nó không cài, nó chỉ có cài cho chúng ta cái hình vậy thôi. Còn bạn, máy của bạn phải cần có kết nối internet trong lúc các bạn tải về. Như vậy thì nó nói là 67 kilobyte cho cái template này, và chúng ta chọn create và nó sẽ download về. Đó, như vậy thì nó sẽ cho chúng ta nè, với cái cách bạn là tháng giêng, hay là bạn sẽ chọn cái đầu tiên bạn cần làm là tháng mấy của năm nào. Đó, ok. Như vậy thì bạn đã tạo được một cái lịch và nó sẽ nói gì đây? Để hiển thị cái ngày khác thì chúng ta nhấn vô new days hoặc là nhấn shift alt and enter. Ok, như vậy là chúng ta đã có một cái tờ lịch của tháng 1 năm 2019 cực kỳ đơn giản. Đẹp, đúng không nào? Như vậy thì khi các bạn học mà chúng ta chỉ làm riêng Word thôi thì chúng ta chưa quan tâm đến màu sắc nhiều. Nhưng với cái template mà người ta đã làm cho các bạn, cái template mà người ta đã làm cho các bạn, các bạn thấy là với cái màu rất là hài hòa, màu đen ở bên này và màu gạch ở bên này, nó không có quá mà cầu kỳ. Cái màu nó chỉ có một tông màu là xám tối thôi. Đó, như vậy thì trong cái bộ màu này chúng ta có thể thay đổi được. Đó, các bạn thấy là người ta đã thêm cái bộ màu sẵn cho chúng ta. Các bạn thấy chưa nè, khi mà chúng ta thay đổi bất kỳ một bộ màu nào
thì tự động những con số trong này nó thay đổi theo và nó hài hòa với nhau. Thực chất cái này là cái mà người ta đã trải nghiệm rồi. Còn nếu như các bạn cảm thấy là nó không phù hợp với mình, nó không phù hợp với cái mạng của mình, phải không? Thì chúng ta có thể đổi màu gì đó là quyền của chúng ta. Nhưng thầy chỉ gợi ý cho các bạn là người ta đã có sẵn cái mẫu ở đây rồi. Đó, trong này nó có template là nó có kiểu chữ, cỡ chữ. Ví dụ như cỡ chữ nè. Đó, nó chơi là tí là cái số 9 lớn hơn, ví dụ như thế. Đó, là nó thay đổi. Như vậy cái template là cái gì? Cái mà người ta đã xây dựng sẵn. Mình có thể sử dụng cái của người ta thành cái của mình. Đó gọi là template. Như vậy ngoài ra, bạn có thể sử dụng template để làm được cái gì khác hay không? Ví dụ, chiều nay chúng ta tổ chức sinh nhật mà quên làm thiệp để mời bạn bè, vậy thì làm sao? Trong này các bạn chỉ cần gõ cho thầy một cái card ha. À, ví dụ như bạn gõ là tìm xem thử sinh nhật có cái gì. Như vậy thì ở đây ví dụ như là nó có cái sinh nhật party event. Đó là cái thiệp sinh nhật mà chúng ta sẽ event. Đó, ok, ví dụ. Đó. Rồi vào lúc nào, khi nào, ở đâu, hoặc là bạn chọn cái thiệp dạng này. Rồi, ok. Là chúng ta đã có được cái thiệp sinh nhật. Và trong này người ta có cho mình một cái gọi là chèn cái thông tin cụ thể vào đây luôn. Đó, ví dụ như là tiến trình, ngày nào, ở đâu, vân vân. Có rất là nhiều thứ thông tin mà chúng ta có một form để chúng ta điền vào luôn. Đó, như vậy thì các bạn thấy là cái template là cái mà rất là mạnh. Như vậy thì trong cái template này các bạn có thể tìm và nó cũng có thể là người ta cho các bạn lập free, cũng có thể là người ta yêu cầu bạn mua với một giá tiền nào đó. Với những cái template mà người ta làm có giá trị thì người ta sẽ yêu cầu các bạn mua. Ví dụ như là bạn sẽ làm một cái về business, bạn làm một cái thư giới thiệu, ví dụ như đây. Ở đây là cái dạng mà brochure mà người ta đã làm sẵn cho các bạn. Đó, cái dạng brochure mà người ta đã làm sẵn cho các bạn. Như vậy thì cái brochure này nó là dạng gì đây các bạn? Nếu mình in ra thì mình dùng cái này như thế nào? Đó, nếu mình in cái này ra thì theo các bạn mình sẽ dùng nó như thế nào? Gấp mấy? Cái này là mình in ra một trang A4 nè. Ở đây là một trang A4 nè. Ở đây là trang A4 thứ hai nè. Như vậy mình có hai trang A4. Có thể là bạn sẽ in hai cái trang này vào cùng một tờ giấy ở hai mặt giấy khác nhau. Và chúng ta gấp mấy? Gấp 3. Đấy nè, mình thấy đường kẻ nè. Thấy không? Đây là một đường kẻ, đây là một đường kẻ. Như vậy thì cái dạng brochure này mình thấy cũng nhiều đúng không? Đấy, như vậy thì trong buổi học trước thầy có yêu cầu các bạn là đi tìm những cái mà người ta làm sẵn đó, để buổi hôm nay chúng ta tham khảo xem là cái mà người ta làm như thế nào. Vậy mình dựa những cái template của Word người ta có sẵn, hoặc là các bạn sẽ tự làm ra một cái gần giống như thế. Được chưa nào? Ví dụ nhà của bạn bán điện thoại, nhà của bạn bán hoa, cây cảnh, nhà của bạn hoặc là bản thân bạn muốn giới thiệu về một cái loại trái cây, loại thuốc nào đó. Ví dụ như vậy, nói chung là rất là nhiều thứ xung quanh chúng ta mà chúng ta chỉ cần dùng Word để chúng ta làm là đủ. Chưa cần phải gọi là chuyên nghiệp về đồ họa lắm thì ok, Word là đủ rồi. Và đơn giản là ví dụ nhà của bạn có mở quán chẳng hạn, bạn làm một cái bảng giá.
đấy. Như vậy thì chúng ta cũng có thể làm được một cái bảng giá bằng cách các bạn chọn cái từ gì. Theo các bạn thì các bạn sẽ search ở đây bằng từ gì liên quan đến bảng giá. Tiền cũng có thể, và chúng ta có thể thử search bằng cái từ này xem thế nào. Đấy, như vậy các bạn thấy là sale thì nó có rất nhiều cái loại để mà gọi là về buôn bán đó. Đó thì các bạn thấy là người ta sẽ đưa ra cho các bạn những cái mẫu liên quan đến sale. Được chưa nào? Như vậy thì chúng ta đã có khái niệm về cái phần template. Là sinh viên làm bài tập 4.2. Vậy 4.2 là cái gì đây? Đây là cái dạng face. Như vậy thì đối với lại cái bài tập này, các bạn xem là trong cái template của mình có cái dạng của bản face hay không, có dạng này hay không. Còn nếu không có thì các bạn tạo dùm cho thầy một cái thiệp sinh nhật hoặc là một cái brochure. Mà cái hôm trước thầy yêu cầu các bạn là mang theo mẫu đó, thì các bạn nên tạo cho thầy một cái brochure. Đó. Như vậy thì cái brochure theo mẫu của người ta, các bạn cứ tải về, rồi các bạn xem người ta làm cái gì ở đây, người ta chèn cái gì. Chèn trước tiên là khi mà mình thấy cái dạng mà bốn mũi tên bốn chiều này nè, thì mình biết chắc là người ta đang dùng table. Và để xem thử là cái table này nó nằm ở đâu thì chúng ta sẽ làm gì? Các bạn đưa con cỏ lên đây và các bạn chọn dùm cho thầy kẻ khung hết đi. Đó, thì các bạn sẽ thấy xuất hiện là người ta chia table này 1, 2, 3 cột. Tương tự như vậy bên này cũng 1, 2, 3 cột. Được chưa? Và phía bên trong người ta lại có một cái table nhỏ nữa. Đó. Rồi, đó, mình cứ click chuột vô đây, mình sẽ xem thử người ta design cái gì. Và mình sẽ học hỏi cái cách của người ta design. Ví dụ như là với cái hình này thì người ta sẽ chọn ở chế độ là Line in Text. Ok, với hình này cũng thế, Line in Text luôn. Đó, như vậy thì các bạn thấy là chỉ với Word thôi và những cái công cụ đơn giản là chúng ta chèn bảng, chúng ta chèn hình, chúng ta chèn text, rồi màu sắc, rồi kích thước khác nhau, kích thước chữ khác nhau. Đó, rồi màu sắc khác nhau, chỗ này là hoa, chỗ này lại tô màu thôi. Đó, nó chỉ đơn giản là chỗ này là người ta cũng chèn thêm một cái table khác. Các bạn thấy chưa nào? Đó, người ta chèn thêm cái table khác chỗ này thôi. Như vậy các bạn đã có được một cái brochure rất đơn giản. Được không nào? Như vậy thì trong cái buổi hôm nay, các bạn sẽ làm giúp cho thầy hai việc. Một là các bạn sẽ chèn là cái biểu đồ. Đó, chèn cái biểu đồ. Ví dụ bạn thống kê giống trong này cũng được. Hoặc là bạn cho là điểm toán lý hóa hay là bất kỳ một cái gì đó, miễn là nó thể hiện lên một cái biểu đồ cho thầy. Rồi, cái thứ hai là bạn sẽ làm cho thầy một cái brochure. Brochure theo cái mẫu có sẵn, hoặc là các bạn tự thiết kế ra. Được chưa nào? Đấy, như vậy thì nội dung của buổi chiều ngày hôm nay là chúng ta làm như thế. Như vậy trong cái bài học này chúng ta còn nhiều thứ nữa, thì tí nữa chúng ta sẽ nói thêm về vấn đề là xem văn bản, rồi in ấn thế nào, rồi định dạng file thế nào. Như vậy thì khi các bạn làm, các bạn nên chọn dùm cho thầy cái phần về size. Các bạn chọn cho thầy là A4 nhé. A4, bởi vì giấy của chúng ta xài là giấy A4. Đây các bạn nhìn thấy nè, lúc đầu người ta thiết kế cái này là ở trên trang giấy letter. Ha, letter nó phải khác cái gì? Các bạn chú ý, trên trang giấy letter nó là 21.59 theo chiều ngang và chiều cao là 27.94. Nhưng nếu giấy A4 thì nó lại khác. Nếu mà giấy A4 mà theo chiều ngang đó thì 20 đây 21, cái chiều ngang nó nhỏ hơn letter nè, nhưng mà chiều cao thì nó cao hơn, thấy không? Đó, cho nên khi mà chúng ta thiết kế đó, nếu mà các bạn in bằng cái, các bạn thiết kế bằng giấy letter thì các bạn sẽ hạn chế về cái giấy để in. Ví dụ các bạn ra tiệm các bạn in thì nó không có cái giấy này, mà nó không có đó mà in bằng A4 á,
thì chiều ngang của A4 nó nhỏ quá, mà mình thiết kế theo letter là 21.59, nó gần 22 inch, mà nó rộng hơn tí xíu, đến chừng mình bỏ giấy A4 vô mình in á, nó mất hai bên đó. Còn cái chiều cao của letter nó chỉ có 27.9 thôi, mà chiều cao của A4 nó đến 29.7, nó cao gần hơn cả in. Và khi các bạn in ra tự nhiên giấy nó dư, giấy nó dài hơn nó dư, chiều ngang thì lại thiếu mà chiều cao thì là dư. Đấy, cho nên là các bạn phải chọn dùm cho thầy là A4. Ví dụ chỗ này mình chọn A4 xong nó bị nhảy nè, thì lúc đấy mình phải sửa lại để làm sao nó khỏi có bị nhảy. Ví dụ như mình kéo cái này nó rộng ra, đó, kéo nó rộng ra, chỗ này mình cũng kéo biên, ok, đó, kéo rộng ra tí xíu. Rồi chỗ này cái khung nó bị chạy chữ này, chạy chữ này. Mình design để mình kéo cái khung này lên. Được chưa? Mình sẽ sửa lại để các bạn kéo cái khung lên và chúng ta có được một cái brochure như ý của chúng ta. Ví dụ chúng ta cho cái table này. Đó. Ok, các bạn kéo cái table này lên tí xíu. Rồi bên kia. Ok, như vậy là chúng ta đã điều chỉnh xong để cho nó tạo ra một cái brochure mới theo cái kích thước A4 của chúng ta. No border. Đây cũng no border luôn. Đây cũng no border. Như vậy là chúng ta đã trả lại cái hiện trạng từ giấy letter, chúng ta đã chuyển thành giấy A4. Được chưa nào? Cái mẫu của người ta là letter, chúng ta đã chuyển thành giấy A4 và chúng ta có thể in được rồi đấy.